Cái lô này lô nung gồ công nha các bạn, nung gồ công lá lớn nha các bạn, nhưng mà dòng trung sim á nha. Nói chung cái dòng lá trung sim, người ta kêu trung sim là thật sự nó bản chất là cây lá lớn nha mấy bạn, nhưng mà vô cây thì lá nhỏ xíu à. Còn cái dòng trung nu là khác nha, trung nu thì mình nói hoài nha các bạn, trung nu thì nó không có đặc trưng của gồ công nha, tỉnh không có. Cây này giống như tông cây bài, nó có chốt cành số 1, vô cành lên ngọn, muốn bắt cành đây cũng được, bắt cành thêm một cái cành này nó sẽ mọc cái tượng, bắt cành chỗ này nó có chỗ cành điểm sẵn nè, vô thêm một cành chỗ này cũng được, nó lợp từ dưới lên trên. Nói chung cũng là cây bài nhưng mà lợp cành nó kính kính được. Nói chung tùy theo cách mỗi người làm cây nha bạn, đó cách làm cây của mình thôi, còn như mỗi người mỗi ý, không ai giống ai hết. Nói chung cái nghề kiểng này là nghề dạy nghề, với lại mỗi người có mỗi cách làm cây riêng, không ai giống ai hết. Quan trọng là mình tạo ra được cái cây mà mọi người cảm thấy đẹp là ok rồi. Còn nếu mà mình tạo ra không được cái cây mà mọi người không thấy đẹp, là mà mình thấy vui là được rồi. Đó, nó có hai yếu tố nha. Giống như mình tạo, mình không có khiếu thì mình tạo ra một cái cây mà không ai thấy đẹp hết mà mình thấy vui, vậy là cũng được, là vậy là cũng là ok rồi. Còn có một số người làm cái cây mà ai cũng thấy đẹp hết á, thì vậy là quá xịn rồi. Nói chung quan trọng nhất cũng là mình vui thôi. Như chơi cây mà khi mình mua cây còn như mua bán nó khác nha các bạn. Mua bán thì mình đặt mình đặt vấn đề có lời lên là hàng đầu. Mua bán thì nó khác, còn mua chơi nó khác, mua gì niềm vui nó khác, mua giải trí nó khác, mua tặng mua cho nó khác nữa. Nó nhiều trường hợp, nói chung cái cây này biếu tặng. Còn như một số người chơi lan, như lan tiền tỷ này là nó là người ta kinh doanh nữa. Đó. Cây này cây số 1 nha các bạn. Cây này cây số 2 có 10 cây nha các bạn. Này cây số 2 đa phần là nó khoảng 20. Có cây bự hơn trên 20. Có cây nhỏ hơn, nói chung dao động cây nhỏ. Một số người kinh doanh lan tiền tỷ thì nó đa cấp, mình nghĩ là đa cấp lan các bạn. Hồi xưa đa cấp mỹ phẩm, đa cấp điện tử. Đa cấp điện tử rồi đa cấp ngành điện tùm lum hết các bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ là đa cấp kiển á, là một số chiêu trò dụ vô để tạo ra những cái cơn sốt đột biến rồi mình đầu tư vô đó. Những cái người thu lợi nhuận là những cái người trung gian, chứ thật sự cái cây đó nó giá trị nó rất thấp so với những cái rất thấp so với cái giá trị thực của nó. Tạo ra cơn sốt ảo rồi dụ cho những người đầu tư vô, cái đó tan nhà nát cửa như chơi nha mấy bạn, chứ không phải chơi. Ai mà tham là dễ bị lắm, giống như hồi xưa vô đa cấp vậy, bán hàng đa cấp vậy, ai mà tham vô là đổ nợ như chơi. Hồi xưa mình cũng đã có đi học, có tham gia một số khóa của đa cấp, nhưng mà thời mai lúc đó mình không có tiền nên không có đổ nợ được. Mình đi coi cho vui thôi, coi cho vui thôi. Mà mình thấy cái cách buôn đa cấp ở nước ngoài người ta là giá trị thật, còn đây tới về Việt Nam là đa cấp ảo, bán hàng toàn bán hàng ảo không à, làm cho đổ nợ không. Cây số 2 nha bạn, cây số 3, cây số 3 nụ quá trời. Cây số 3 cắt, nếu mà muốn chơi lùng là cắt cái này là thành cái thằng đa luôn nè. Cái này lớn hơn 20 tí xíu, cái này đế cũng đẹp. Còn để dày thì như gốc cổ thụ luôn. Dạ nụ ra. Cái lô này có 10 cây nha bạn. Mình quay từng cây cho bạn coi, anh em nào mua. Nói chung mình sẽ ưu tiên là bán. Nói chung ai mua nguyên lô thì quá tốt bạn, nguyên lô thì chắc chắn là mình sẽ bán rẻ hơn cái giá như tiêu đề rất là nhiều. Thì mua nguyên lô bạn, mua giá sỉ. Kiểu như mua sỉ rồi, mua sỉ lúc nào cũng rẻ hơn là mua lẻ. Cái số 3 nha các bạn. Vậy mà có đất nước, vậy mà có một cái đất nước là mua sỉ là mắc hơn mua lẻ. Nghe ngộ không? Cái này cũng đẹp các bạn. Cái số 3.
Cây số 4. Các bạn biết đất nước nào không? Nằm trong Đông Nam Á mình luôn á. Đất nước Đông Timor. Do nó quá nhỏ, kinh tế hàng hóa nó quá ít. Người ta sẽ hạn chế mua bán nhiều. Nên mua sỉ là sẽ mắc hơn mua lẻ, ngộ không các bạn? Đi ngược với kinh tế của thế giới. Mua sỉ sẽ mắc hơn mua lẻ. Tại vì họ nghĩ là nếu mà mua sỉ á là sẽ bán hết. Bán hết là sẽ không còn hàng hóa nữa để bán. Ngộ không? Nên mua sỉ sẽ mắc hơn mua lẻ nha. Đông Timor nha các bạn. Đất nước nó tách từ đất nước Indo ngày xưa ra. Bao loạn. Nước nó còn nghèo. Hàng hóa nó chưa nhiều nên nó suy nghĩ vậy đó. Đó là mình đọc trên mạng thôi nha, chứ mình thực tế ở ngoài mình không có đi qua nước đó đâu, mình biết đâu nha, mình chưa đi Đông Timor mình không biết. Đây số 4 nha bạn. Cây số 5. Số 5 hơi nghiêng. Cây số 5 nha bạn, mình chìm rồi. Đó mình đọc trên mạng thôi nha, chứ mình số 5 mình cắt theo kiểu cây bài. Trật có chỗ cành số 1, chỗ cành số điểm. Mốt mình lên cái ngọn rồi mình điểm một số cành mấy đây nữa. Cây số 5 nha bạn. Mua nguyên lô mình sẽ bán rẻ hơn tí xíu nhiều. Còn như mua từng cây thì cái giá như tiêu đề nha bạn. Mua lựa giá, mua chơi lựa vài cây thì giá như tiêu đề. Bởi vì ngộ vậy không, đất nước đó nó bán sỉ rồi nó bán mắc hơn là bán lẻ. Trong trên thế giới có nhiều chuyện nó cũng lạ kỳ lắm. Số đất nước lạ quá trời. Cái số 5 nha bạn. Nói chung thế giới rộng lớn, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Cây số 6 nha mấy bạn. Mấy cái này đa phần nu cũng nhiều lắm. Nó còn tơ nhưng mà nu nhiều. Cái này là nó gần như là nó không có sẹo nè. Cái này người ta có giật nhịp một lần nè, giật nhịp nghe. Chỗ này chắc không có giật nhịp, chỗ này là nó nhảy ra. Nhảy. Chỗ này giật nhịp nè. Chỗ này giật nhịp nè. Rồi mình về mình giật nhịp một cái nữa nè, rồi mấy bạn vô cành. Con cây này thằng đa. Mấy bạn vô cành. Cái này chắc khoảng 20 21 luôn. Hoành chắc khoảng mình nắm tay mất. Cây này cây số 6 nha mấy bạn. Clip này hơi dài nha mấy bạn. Clip này mấy bạn chịu khó coi. Hơi dài tí xíu. Cây này cây hôm qua nè. Hôm qua còn sót lại 1-2 cây. Mình gom chung lại một lô này luôn. Cái lô này hết rồi. Lô này chỉ có 10 cây à. Cây này cũng đẹp lắm. Cây số 7 nè. 6, 7. Cây này cây số 7 nha mấy bạn. Cây này tàn tự nhiên đẹp. Cái này cây số 8. Trời ơi, cây số 8. Cây số 8 này là bự nhất bầy nè. Cảm giác nó cao và nó bự nhất bầy. Bự nhất bầy. 8. Bự nhất bầy mà không? Cầm bự hơn chai nước kìa. Số 8 nha bạn. Cây này cây số 9. Chính đế cũng được. Chính. Vậy cắt rễ này bỏ xuống đế tí xíu nữa. Chính, cái chính nu đẹp. Mà nó gọn cây. Cây này hình như còn sót lại hôm qua không ta, đúng rồi. Sót lại 2 cây hôm qua mình nhập vô cái lô này bán luôn. Chính nha bạn. Cây này cây số 10. Cây số 10 đế cảm giác thì nó đều. Nhưng mà nó quấu nhìn nó. Nó hơi quấu vô tí xíu. Giác đế là nó giống như mấy cái này là đế người ta có làm sơ sơ thôi chứ không phải là sắp đế từng cộng nha các bạn. Cây số 10. 10 tàn tự nhiên cũng được. Trồng đứng lên làm cây trực pin. Cây trực thẳng luôn á nha. Cây này gầm cây trực thẳng luôn nhìn nó mới đẹp. Chứ đừng có trồng siêu tí xíu. Tại có bầu mình làm hơi siêu nha các bạn. Và cái lô cây này là cây tơ nha mấy bạn. Nói chung là mấy bạn về cứ để cái bầu này nguyên si. Đừng có thúc nhiều quá. Muốn thúc thì thúc gì vừa thôi.
đừng có thúc nhiều quá, giữ nguyên cái bầu riêng như nó rồi bắt đầu mấy bạn trồng, chứ đừng có xả bầu nha các bạn. Tùy cái trường hợp, tùy cây, xả bầu là ưu tiên cho một số cây nó yếu, hoặc là nó bị cái gì đó, hoặc là nó đất nó chai quá. Với lại thứ hai là những cây già rồi những cây tơ mấy bạn phải trồng cho nó sống trước đi nha các bạn, rồi mốt mình xả bầu sau, mốt mình gỡ ra mình sắp đế là sao. Còn như cót đế thúc quá như một số trên mạng chỉ á, là tỷ lệ sống là nó sẽ thấp, nó giảm nha mấy bạn. Cái đó mình phải nói chứ, như cây gì mấy bạn cưa ngang làm đế lại, trời ơi trồng xuống là nó tuột rễ hết đó nha, phải cho nó sống trước nha mấy bạn. Giống như mình bứng cái cây đi rồi mình cắt cái cây là cái cây đang trạng thái là đang yếu rồi, nếu mà mấy bạn trồng không cẩn thận là nó sẽ đi. Cây nào cũng vậy chứ không có riêng gì cây mai đâu nha các bạn. Lúc mình bứng cái cây nó đã đứt rễ, giống như tay chân mình đang ăn uống lành mạnh mà mình làm cho nó yếu đi rồi, mình phải cẩn thận. Nói chung mình phải trồng cho nó sống trước đã, nó ra tược mạnh khỏe đã, rồi khoảng vài tháng sau đó mấy bạn muốn xả bầu thì mấy bạn dở lên, lúc đó rễ cám nó đã ra mịn rồi, lúc đó mình muốn chọn rễ nào mình tỉa rễ nào nó cũng dễ đó bạn, chứ đừng có nôn làm liền. Nói chung nôn làm liền thì cái mình sẽ rút ngắn cái thời gian mình làm cái cây lại, là rút ngắn thời gian mình làm đế nè, nhưng mà xác sức sống nó sẽ giảm lại nha mấy bạn. Nói chung mình không có ưu tiên xả bầu thúc đế gì đâu nha, thúc đế là trừ khi cái cây mình mạnh khỏe rồi mình mới thúc đế. Đó là cái cách làm cây của mình nha, mình chỉ cái cách làm cây của mình nha. Còn những ai mà chỉ thúc đế đó đem về xả bầu thúc đế liền là cái cách làm cây của họ, mình không có khuyến cáo làm giống vậy nha mấy bạn. Đó là những cây già thôi, hoặc là một số dòng cây nó mạnh khỏe như cái cây trang rồi đó, nó mạnh khỏe những cái cây đó là có thể dâm cành nó cũng sống nữa, là một số dòng cây khác. Hôm nay những thủy này là cây già thì bạn làm được, cây tơ thì phải cẩn thận nha các bạn. Nuôi công nha các bạn.